nhà Trung Quốc mà. Đàn thiên cầm đúng không nhỉ? Hay đàn nguyệt cầm nhỉ? Nguyệt cầm. Thiên cầm đúng không ạ? Thiên cầm. Nguyệt cầm. Thiên cầm nhỉ? Thiên cầm. Nguyệt cầm nhỉ? Đàn này là đàn dưới trăng mà. Nguyệt cầm là đàn dưới trăng mà. Thế này là nguyệt cầm à? Khả năng là nguyệt cầm rồi. Đàn này trong tung lục không. Mày có tinh ơi. Đúng rồi, bà tôi mày có tinh. Đây kiếm đạn nó bao nhiêu đấy? Đó tung lục không ra. Đó tung lục không ra. Đây tung lục không. Đấy, mây khói này. Nhưng mà nền văn hóa Trung Hoa nó vẫn rất là đậm đà. Nó văn hóa là nó văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa cũng là văn hóa. Không có gì văn hóa. Trung Hoa là cái nền tảng văn hóa lớn nhất thế giới. Quá lâu rồi. Cái nền tôn dân tộc của nó lớn lắm. Thực sự là đặc sắc, đúng rồi, quá đặc sắc. À, đèn lồng này, đàn này, quá đặc sắc. Nó đồ hộ Việt Nam 1000 năm đúng rồi. Đấy là như nào, Trung Quốc không phải là không giỏi làm kinh tế hơn bọn châu Âu, nhưng mà tuy nhiên là hắn đôi khi hắn có cái ràng buộc, cái truyền thống, cho nên nó không thể thực dụng như người nước ngoài phương Tây được. Không thể thoáng rồi, nó có nhiều cái ràng buộc. Nếu mà cái đầu óc của Trung Quốc cộng là thực dụng như phương Tây ấy, thì nó làm rất là tốt. Trong tâm có định nghĩa nhỉ, nhạc này. Nói đầu sâu đến đó.